Olmos. Cho anh xem quân à. Như vậy là AC Babylon, Persian và một Babylon nữa tới từ Hưng Nhồn. Như vậy là Hưng Nhồn đang đánh thay cho bên lớp và tỷ số đang 1-1 trong trận đấu đầu tiên. Trong đó bên phía của Game TV có sự góp mặt của chim sẻ Truy Mệnh No 1 và Chip Boy. Chim sẻ được cầm Katarian. Màn hình máy Chip Boy cầm Egypt. Truy Mệnh cầm Max C. Còn đây là màn hình máy Babylon tới từ game thủ No 1. Vâng, một thế trận tương đối khó khi mà ở bên phía của Hà Nội có tới hai quân có thể lên được cung A. Vâng, liệu có một trận thi đấu mà cả Max C và cả Egypt sẽ là người đánh cung không? Chim sẻ đi nắng sẽ là người chém phủ ra ngoài. Quan trọng là chim sẻ sẽ chọn cánh bên nào. Và cũng quan trọng là Max C đánh cái gì. Max C đánh cái gì phụ thuộc tương đối nhiều vào thế nhà của Max C. 11 dân dành cho game thủ No 1 cầm Babylon. Trong khi đó lúc này 8 dân là con số của game thủ màu 5 Hoàng Mai Nhi. Có lẽ Hoàng Mai Nhi đang mải ăn mì tôm rồi. 9 dân ở thời điểm này. Vâng, Hoàng Mai Nhi có lẽ đang ăn mì tôm thật rồi. Trong giai đoạn này là một giai đoạn lủng của Hoàng Mai Nhi. Mỗi một game thủ AOE thường có những giai đoạn gọi là đánh kiểu gì thì cũng vẫn thua thôi. Mặc định bài chỉ có bầy hiêu và bãi quả đầu. Vâng, như vậy là có lẽ là Max C sẽ là người đi dâng giữa bản đồ. Chọn cánh của chim sẻ, xin lỗi bạn, là chọn cánh của Chip Boy hay là cánh của No 1 thì là sự lựa chọn của chim sẻ. Tùy vào hai bài, chúng ta cùng xem qua bài của Chip Boy. Bài Chip Boy tương đối ổn, mặc dù là thế không, vâng, mặc dù là thế không dâng ở sát mép tường. Còn đây là No 1, No 1 cũng có một bài tương đối đẹp. Một chém hay cung em. Vâng, như vậy là cả hai đầu cánh đang đều lựa chọn đánh cung. Tỷ số đang là 1-1 và đây là trận thi đấu bản lề. Hoàng Mai Nhi rất chậm dân. Một trận cầm AC. Hãy cẩn thận, Hoàng Mai Nhi sẽ là người dâng Nga. Một trong hai Babylon của màu 8 và màu 6, Gunny và game thủ Simang sẽ là một trong hai người lựa chọn phương pháp lên cung Nga. Hai mươi lăm dân dành cho No 1. Còn đây là màn hình máy của chim sẻ. 24 dân kích đời và bắt đầu dâng dân đi dâng lờ. Như vậy là 25 dân dành cho chim sẻ ép gỗ và đi dâng lờ, dâng lờ cho game thủ No 1. Đây là màn hình máy của Chip Boy. Có lẽ đây sẽ là một bài bo vòng quanh của game thủ Chip Boy. Anh sợ kẹp à? Chắc không kẹp đâu. Em nghĩ là trên góc 12 giờ có một người, một nhà sát nhà nhà No 1 thôi. 12 giờ chắc ăn có người rồi. Chúng ta cùng xem Truy Mệnh đang dâng nông dân đến đâu rồi. Vâng, Chip Boy vẫn còn hai voi gần nhà mình. Bài giàu dã man. Vâng, không cần phải tới hai voi đó câu về mà Chip Boy vẫn đang kích đời rất sớm đối với xe.
Xin các bạn so với xem. Vâng, 10, 18 với 26 dân. Có chặt gỗ và có tê luôn. Còn đây là màn hình máy của chim sẻ. Dâng L dành cho nô 1. Gunny là người cầm Babylon và đã đánh chém rồi. Như vậy Simang cầm màu 8, Babylon có lẽ sẽ là người đánh cung và sớm chuyển cung A. Hoàng Mai Nhi cầm AC chậm dân rất nhiều so với các đồng đội cũng như là đối thủ. Chậm 3 dân. Truy Mệnh sẽ là người cầm Maxe. Như vậy màu 7, màu 7 là Quýt, đầu cánh của game thủ Chip Boy. Cái gì màu 7 quân gì ấy? Vâng, như vậy là màu 7 Quýt cầm Persian đã lên đời xong. Màu 7 là ở trên góc 12 giờ. Không, check góc 12 rưỡi một chút. Chúng ta cùng xem màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Vâng, BI đã được thiết kế dành cho game thủ Truy Mệnh. Cứ bình tĩnh đã em, đóng 2 y trước đã. Hai nhà BL dành cho game thủ Quýt. Còn đây là chim sẻ. Chim sẻ đang thi đấu ở đầu cánh và dâng L gặp Gunny. Nhưng Gunny dường như đang chạy sâu vào phía bên trong để có thể ăn dân của người dâng L. Một chiến thuật rất kinh nghiệm tới từ game thủ Gunny. No 1 đã khung được nhà mình tương đối ổn. Tất nhiên đây là bo bằng ruộng. Trong khi đó đây là Chip Boy. Chip Boy đang bị củ hành bởi game thủ Quýt. Còn đây là màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Đã có thêm chiếc nhà BI nữa và đang công vào nhà của Hoàng Mai Nhi cầm AC. Hoàng Mai Nhi đã có bánh xe và đã bắt đầu đâm mi vào nhà của Persian. Như vậy chính xác thì nhà màu 8 sẽ nằm ở phía góc 3 giờ. Hoàng Mai Nhi đang bị cả chim sẻ và game thủ Truy Mệnh công vào. Hoàng Mai Nhi sẽ chuyển sang chế độ đi ăn hoang. Trong khi đó Persian thì sẽ bị mất dân ngay sau thời điểm này. Quan trọng là Chip Boy còn thở được hay không với sức công phá tới từ game thủ Quýt Cam. Vâng, Chip Boy đang tương đối khổ. Một trận lên đời sớm và sóc quân đều. Truy Mệnh chỉ đâm vào vàng và gỗ thôi chứ anh chưa tìm được dân ăn hoang tới từ game thủ cầm Persian. Đây rồi, dân ăn hoang của game thủ Quýt chạy ra phía gần nhà của game thủ Chip Boy. Bay hết rồi, em bay hết nhà bơ rồi. Em chỉ có ngồi thủ nhà mà nở ra to thôi. Chỉ ngồi thủ thôi. Hoặc là em cho một đạo quân lên chỗ 12 giờ, góc 12 giờ, dân của Phơ trên 12 giờ. Vâng, màn hình máy tham 37/44 tới từ người cầm Maxe. Một trận thi đấu mà dân của Maxe vẫn chưa bị tiêu diệt. Chạy thẳng về nhà nô 1 để mà hồi. Chứ có bạn là để mà giữ dân của Maxe. Và chạy vào sâu vào trong cánh xem nhà màu 8 đã lên cung A chưa. Đây là màn hình máy của chim sẻ tham 24. 8 trong 3 giờ liệu đã lên cung A chưa. Nô 1 chủ động chống nhà của Gunny và khỏe dần lên. Persian đã phế dân. Gunny của em vẫn đang khỏe. Liệu có cần phải 1-2 con Y? Vâng. Tham 43. Như vậy đây là một pha công lên tới từ game thủ No 1 vào nhà Gunny. Như vậy chỉ còn nhà màu 8 của Simang trong góc 3 giờ thôi. Châu Y em ơi, Châu Y nhá. Vâng, một tôn dân rất to của Gunny. Và đây là pha vẩy e của No 1. Nhưng không được. Timeline 48/80. Nếu như thế trận đánh được ba nhà bên phía của team Hà Nội và sau đó sẽ ốp thẳng vào nhà của game thủ màu 8 Truy Mệnh thì cửa thắng của game TV sẽ là rất rất
Vâng, rất rất cao. Em ơi, đen e cho nó truy, cho nó truy mạnh vào. Vào nhanh, vào nhanh, đóng luôn e vào em ơi. Màn hình máy của chim sẻ tham 25. Và đây sẽ là cung A tới từ game thủ xi măng. Tất cả mọi người không vào. Chim sẻ dò địa hình nhà để tìm hướng ốp. Em ơi, tìm hướng ốp đi. Vâng, truy mệnh dọn xong nhà Hòa Mai Nhi rồi tụ những kích y vào. Tham 27. Tham lai của Chip Boy là 46/60. Tham bài, tham lai của No 1 đang là 59/76. Chặt gỗ 2 rồi các kiểu lên hết đã. Tăng Nga dành cho game thủ No 1. Em cứ chân dần đi, chân dần dần đi. Chim sẻ vẫn đang có tham lai 29. Lượng lạc đà vẫn đang còn nhiều. Tụ hết vào đốt nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi chuẩn bị di chuyển lên phía nhà của game thủ xi măng. Khi xi măng chỉ là người cầm Babylon. Em ơi, có đầu máu đâu biết hết đi. Ngựa ê đi, đi chuẩn bị ốp tôn đẹp đi em ơi. Đầu máu đâu biết hết đi. Chim mạnh xem cho anh cái tham lai em. Em ơi, dâng dâng lên ca đi cho anh. Dâng dâng lên ca đi. Kịp không anh, kịp không? Và chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của các chủ lực bên phía Team Game TV. 59 dành cho Chip Boy. Chip Boy ơi, em nâng cái đầu máu đi em. Em di đi, em di đi, di về nhà của Hoàng Mai Nhi đi. No 1 đây, di đi em ơi. Vâng, này sẽ là một tuần ốp tới từ Game TV. Có sự góp mặt của 4 nhà. Chim sẻ, có lạc đà, có y của Max C. Vâng, có thêm 2 cung G. Chúng ta cùng xem Chip Boy đi. Vâng, Chip Boy đi tới đâu rồi. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của No 1 để xem toàn cảnh hơn trong pha này. Vâng, đây là y đang lao vào. 4 vs 1 trong tình huống này. Đây là màn hình máy của Truy Mệnh. Có lạc đà đảo tới từ chim sẻ. Và hai người cầm, xin lỗi các bạn, là và hai người cầm cung R. Chip Boy tham ai 57. Và cung, và đây là cung R của Egypt đã có đầu máu. Truy Mệnh đang có những con y đảo nhưng mà nó đã hết dần. Trong khi đó xi măng vừa có một tôn điều cung A lỗi. Xi măng vừa kích chuột nhầm. Anh không chỉ bắn vào cung R mà anh chỉ cho cung A di chuyển. Trong này những nhà chém bên phía Hà Nội đang cố gắng lấy tham của những nhà cung. Nhưng có lẽ là không còn cửa cho các game thủ bên phía Hà Nội nữa rồi. Tham này đã để hẳn và tỷ số sẽ là 2-1 dành cho Game TV. Thank you.